Câu chuyện Nhà phát minh và bà cụ Edison là một nhà bác học nổi tiếng người Mỹ. Khi ông chế ra đèn điện, người từ khắp nơi ùn ùn kéo đến xem. Có một bà cụ phải đi bộ 12 cây số. Đến nơi, cụ mỏi quá, ngồi xuống vệ đường, bóp chân, đắm lưng thùm thụp. Lúc ấy, Edison chợt đi qua, Ông dừng lại hỏi chuyện, bà cụ nói: "Già đã phải đi bộ gần 3 giờ đồng hồ để được nhìn tận mắt cái đèn điện, giá ông Edison làm được cái xe chở người già đi nơi này nơi khác có phải may mắn hơn cho già không?" "Thưa cụ, tôi tưởng vẫn có xe ngựa chở khách chứ." "Đi xe ấy thì ốm mất." và chỉ muốn có một thứ xe không còn ngựa kéo mà lại thật êm. Nghe bà cụ nói vậy, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Edison. Ông reo lên. Cụ ơi, tôi là Edison đây. Nhờ cụ mà tôi nảy ra ý định làm một cái xe chạy bằng dòng điện đấy bà cụ vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhà bác học cũng bình thường như mọi người khác lúc chia tay edison bảo tôi sẽ mời cụ đi chuyến xe điện đầu tiên thế nào già cũng đến nhưng ông phải làm nhanh lên nhé kẻo tuổi già chẳng còn được bao lâu đâu từ lần gặp bà cụ edison miệt mài với công việc chế tạo xe điện và đã thành công hôm chạy thử xe điện người ta xếp hàng dài để mua vé edison mời bà cụ dạo nọ đi chuyến đầu tiên đến ga ông bảo tôi giữ đúng lời hứa với cụ rồi nhé bà cụ cười móm mém cảm ơn ông Giờ thì già có thể đi chơi cả ngày với chiếc xe này rồi. Theo truyện đọc 3 năm 1995